Xin chào tất cả các anh chị cô dì chú bác yêu hoa lan rừng trên cả nước và phiên buổi tối của em nhé. Phiên tối nay em lên cho các anh chị một số vài mặt hàng. Đơn đầu tiên là một cây trâu này, rất là đẹp luôn. Cái thứ hai này, hai cây to này, ai chốt thì này có giá là 230k nhé. Hai cây trâu nguyên bản to này nha các bác nhé. Đây, bắt đầu chốt cặp này 230. Đây là hình số 1. Hình số 2 là một cặp hoàng nhạn mít đất rất là đẹp. Cây này lá đỏ đẹp cực kỳ luôn, hoàng nhạn tháng 4 nhé. Đây, hai cây hoàng nhạn lá mít đẹp như thế này có giá là 150 này. Mít đẹp luôn, cặp này là năm sau các anh chị chơi hoa Tết, hoa tháng 4 rồi nhá. Hoa tháng 4, đây là hình số 2. Hình số 3 là cây này là chơi hoa Tết này. Đó, cái mít sọc rất là rõ luôn. Đây lá này, lá to đẹp luôn nhá. Sọc rõ đẹp luôn, nguyên bản có cây nhỏ nữa nhá. Đây nguyên bản này, ai chốt cây này em để giá cho các bác, cây này là 500k này. Cây rất là to khủng luôn, chơi Tết rất là đẹp VIP luôn này. Đó, 500k cây trâu to khủng này. Ai yêu hình số 3. Số 4 là chậu nguyên bản này, toàn lá mít luôn. Ai chốt này 200k này, 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5 cây luôn này. 5 cây chậu lá mít này 200k này. Nó tên là cái này là hàng em ghép, em thuần vườn nhá. Nó ra rễ hết rồi, em mới thuần được có 1 tháng thôi. Chậu này là chậu từ rừng về luôn, em ghép rất là nhanh ra rễ các bác, rất là khỏe luôn. Ai chốt chậu này 200k. Đây là hình số 4. Hình số 5 là chậu khủng lá mít luôn, bản lá to 6 sen luôn nha các anh chị nhá. Bản lá rất là to này, cây khủng này, ai chốt cây này 800k này. 800k cây này, kèm theo cây này là tặng vàng đẹp luôn này. Cái mít vàng đẹp, cây chậu khủng này 800k nhá. Ai chốt nguyên cái chậu này 800k này. Đó, hàng em thuần được có 1 tháng thôi, ra thì em ầm luôn nha. Đây, đó, rất là đẹp, chậu khủng này. Đó, 800k, bắt đầu chốt, chậu này là sưu tầm Tết là quá đã luôn. Về bông cực kỳ to, các bác nhìn rễ này rất là to này. Cái lá này rất là to này, rất là mập sọc, rất là rõ này. Đó. Đây hình 5. Hình 6 là một cây lá mít chỉ thiên. Mấy yêu hàng lá mít chỉ thiên em để giá cho các bác 700k. Mít chỉ thiên khủng luôn nha. Cây rất là to đây ạ. Cây này bắt đầu xuống lá này. Nó đang lên lá ngọn mới nữa này. Đó. Cứ 5 nó lên lá nha các bác nhá. Rất là đẹp. Nó đang lên lá ngọn mới này. À, chốt thì này có giá là 700k. Đây hình số 6, chậu mít chỉ thiên nha. Hình số 7 là hình cuối cùng, là một cây mít thân dừa và một cây mít rụt, cây mít nhỏ này và cây nguyên bản này. Đó, ai chốt cặp này em để giá cho các bác 150k. Đây là hình cuối cùng của em. Anh chị nào mà chốt trâu về sưu tầm Tết thì cứ chốt để gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé. Em chào tất cả các bác, chúc bác một buổi tối vui vẻ nha.